Trên người của cô gái này toàn đồ đắt tiền, nhưng cô ta và gia đình lại sống trong căn nhà thuê có mấy chục mét vuông. Vì muốn mua đồ hiệu, mỗi ngày cô ta cho con gái ăn bánh mì mốc, con trai cầu xin cô ta nấu ăn cho em gái, nhưng cô ta lại đẩy con trai đi với vẻ khinh bỉ. Cô ta luôn mơ mộng mình có thể gả vào gia đình giàu có. Một hôm nọ mặc kệ chồng mình có níu kéo thế nào, cuối cùng cô ta cũng lên được chiếc siêu xe mà mình hằng mong ước. Khi nhìn thấy luôn mặt bất lực của cha, cậu bé chỉ có thể cầu xin mẹ, đừng có bỏ rơi họ. Nhưng cô ta không có một chút lưu luyến nào với khu nhà nghèo này. Từ đó trở về sau, người cha trở nên suy sụp, sau đó đã chọn kết thúc cuộc sống của chính mình. Nhưng trong tay cha vẫn nắm chặt một bức ảnh, khi cậu bé mở ra xem, đó là hình của mẹ gửi đến. Điều châm biếm hơn là, đây là lần đầu tiên cậu bé thấy mẹ cười vui như thế. Từ lúc này trở đi, cậu bé đã thề trong lòng phải cho kẻ đưa mẹ mình đi trả giá đắt. Cậu bé lấy ra con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đâm vào người của tên đàn ông đã cướp mẹ đi. Khi mẹ cậu bé thấy cảnh này, thì cô ta đã không thèm quan tâm đến con trai. Cô ta chỉ quan tâm đến tên nhà giàu đang nằm dưới đất. Sau đó còn nói với con trai, cô ta hy vọng chưa từng sinh cậu con trai ra, sau này cô ta cũng không muốn gặp cậu ấy nữa. Sau đó cô ta vung tay đánh con, không còn nghi ngờ gì nữa. Cặp mẹ con ruột này sẽ trở thành kẻ thù trong phần đời còn lại của nhau. Chớp mắt 30 năm đã qua đi, cậu bé bơ vơ khi xưa đã thành một nhân vật một tay che trời. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh ấy chính là báo thù người mẹ máu lạnh của mình. Hun Se-man đã lên kế hoạch này 10 năm rồi. Anh ấy đã mua rất nhiều bất động sản ở quê nhà, bao gồm một hồ nước mà anh ấy hay đến chơi lúc nhỏ. Lúc này lại có một cô gái đột ngột xuất hiện. Hun Se-man nhanh chóng tiến lên và hỏi cô ấy là ai, sau đó còn nói cả khu đất này là của anh ấy. Nhưng tính cảnh giác của cô gái rất cao, cô ấy còn tưởng anh đến bắt chuyện với mình. Khi thấy anh ấy cứ tiến lại gần, cô ấy đã thả mũi tên trong tay ra, xém tí nữa là bắn trúng anh ấy rồi. Lúc này anh ấy nổi nóng thật à nha. Anh tiến lên trước, sau đó nhấn đầu cô ấy xuống đất. Lúc này cô mới biết điều anh ấy nói là thật. Cô còn nói không biết chỗ nãy đã bị người ta mua rồi, lần sau cô ấy sẽ không đến nữa. Cô còn nói mình rất sợ nước, xin anh ấy đừng thả tay ra. Hun Se-man cũng thấy mình có chút quá đáng, cho nên từ từ kéo cô ấy lên, càng kéo càng gần. Cô ấy phản ứng theo bản năng, liền táng cho anh ấy một cú trời giáng. Nhưng sau khi đánh xong cô ấy đã hối hận, nhưng Hun Se-man không cho cô ấy có cơ hội thứ hai. Anh ném cô xuống hồ một cách nhanh chóng, nhưng trước khi đi anh lại cởi áo khoác, anh cố ý để lại cho cô. Sau đó anh lấy mũi tên trên cây đi luôn. Lúc này Hun Se-man không hề ngờ tới, thân phận thực sự của cô ấy chính là cô con gái nuôi của người mẹ đã bỏ rơi anh. Sau khi về nhà thì Deva đã than vãn với mẹ, lúc nãy mình gặp một người rất kỳ quái, anh ấy không chỉ ném cô xuống nước, còn bỏ đi luôn mà không thèm nhìn lại. Điều này khiến bà Ida khá bất ngờ, vì bà ta rất nổi tiếng ở địa phương. Từ khi người chồng phú hào mất đi, thì bà ta đã thừa kế toàn bộ tài sản, mọi người ở đây đều biết bà ta. Với quan hệ của Deva và bà ta, thì ai lại dám làm chuyện quá đáng như vậy? Nhưng khi bà ta cúi xuống nhìn, bà ta chú ý đến chiếc áo khoác, đột nhiên vẻ mặt của bà ta tối sầm lại. Lúc này Deva còn đang lo chuyện đính hôn, khi cô chuẩn bị rời khỏi nhà, thì đã bị mẹ gọi lại. Bà ta còn nói là đừng bao giờ đến bên hồ nữa, vì bà ta cảm thấy nơi đó không an toàn. Sau khi Deva đi khỏi, Ida đã nói lẩm bẩm một mình, hắn thực sự đã trở lại rồi. Lúc này Hun Se-man đang ở cùng em gái khuyên anh nên rời khỏi đây, để quay trở lại cuộc sống cũ của họ. Nhưng Hun Se-man nỗ lực làm việc nhiều năm như thế, chỉ vì ngày này mà thôi, để đòi lại công bằng cho người cha đã khuất, anh thề sẽ đoạt lấy tất cả những gì bà ta đang có, bao gồm gia đình của bà ta, cũng như tất cả người bên cạnh bà ta. Nhưng em gái có thể nhìn ra, trái tim anh trai rất mong manh dễ vỡ, nhưng anh ấy không muốn trốn nữa. Anh ấy chỉ muốn nghe một câu mà thôi, đó là mẹ rất vui vì đã sinh ra con trai. Chúng ta có thể thấy được, lời nói năm đó của mẹ đã ảnh hưởng như thế nào đến cả đời của anh ấy. Nhưng ai có thể ngờ, sau khi biết tin anh ấy đã về, thì bà mẹ lại thức đêm làm kẹo Hanwha, đó chính là thứ đồ ăn duy nhất còn lại trong nhà. Sau khi bà ta rời khỏi đó, anh ấy sẽ nhớ mãi hương vị này. Lúc này người hầu đến nói rằng có người đưa đồ đến cho anh, qua bao nhiêu năm rồi, anh lại được ăn Hanwha. Anh ấy không nhịn nổi mà chảy nước mắt, nhưng điều anh ấy không ngờ là, bên trong có một tờ giấy, trên tờ giấy viết, hoành nghênh con trở về với địa ngục. Điều này càng làm vững quyết tâm báo thù của anh ấy. Bước đầu tiên khi báo thù chính là bắt đầu từ con gái nuôi của mẹ mình. Vì muốn lấy được người vợ hoàn mỹ nhất, trùm xã hội đen đã bỏ chục triệu để mua cô gái. Nhưng trong 3 ngày nữa cô gái sẽ kết hôn với bạn trai của mình. Cô ấy đã cảnh báo ông trùm nên tránh xa mình ra, đừng có mà quấy rối cô ấy nữa. Lúc này Hun Se-man cứ tiến lại gần, anh ta cứ chặn con dao của cô lại bằng cơ thể mình. Anh muốn dùng hành động chứng minh, dù cô ấy có chống cự như thế nào, thì cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Anh dùng lời nói nhẹ nhàng nhất, để nói ra lời nói bá đạo nhất. Anh chỉ cho cô ấy 3 ngày, đến lúc đó cô phải gả cho anh ấy. Những lời này khiến cô ấy khó hiểu, cô còn tưởng anh ta đang nói đùa, vì hai người chỉ gặp mặt có một lần, lần gặp mặt đó cũng không vui vẻ gì. Nhưng ở trên người của anh ấy, cô lại cảm nhận được mùi nguy hiểm. Nhưng thường thì những người đàn ông như thế này lại thu hút sự chú ý của phụ nữ. Deva đã không nói chuyện này với gia đình, cô ấy vẫn chuẩn bị cho lễ đính hôn như bình thường. Lúc này cô ấy sẽ không nghĩ đến, cô đã là vật trong tay Hun Se-man từ lâu, vì ngày này mà anh ấy đã chuẩn bị suốt 20 năm. Vì thân phận của cô ấy rất đặc biệt, vì cơ duyên trùng hợp mà người mẹ đã bỏ rơi anh ấy đã nhận Deva làm con nuôi, anh ấy đã biết hết mọi thứ, không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong trò chơi phục thù này, Deva là một con cờ rất quan trọng. Bước thứ hai của anh cũng tiến triển rất nhanh. Anh bí mật mua cổ phần trong công ty của mẹ, bao gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, bất động sản, để đánh cho mẹ một đòn bất ngờ. Nhưng mẹ anh không hề hoảng loạn. Bà ta định dùng lễ đính hôn của Deva hợp tác với các gia tộc khác. Những người tham dự buổi tiệc đêm đó toàn là tầng lớp thượng lưu giàu có. Ida rất hài lòng với chồng chưa cưới của Deva, nhưng bà ta đâu có ngờ, nhìn anh ta có vẻ ôn hòa trung thực, nhưng thật ra là một tên cha nam. Anh ta nhận được một tin nhắn, nội dung trong đó là mau đến gặp tôi đi, nếu không tôi sẽ đến gặp anh. Khuôn mặt của người đàn ông lập tức tái nhợt. Để không thu hút sự chú ý của Deva, anh ta viện cớ rằng bạn mình từ tỉnh khác đến dự đám cưới, cho nên anh ta phải đi đón. Tuy nhiên, người phụ nữ đang đợi anh ta ở bên ngoài lại là em gái của Gunseman, nhưng hai người họ lại không biết thân phận của nhau. Trước đó không lâu họ đã gặp nhau ở quán bar. Sau một hồi giao lưu học hỏi kỹ thuật xếp hình, vốn dĩ họ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nhưng sau đó cô ấy phát hiện mình đã có thai. Khi biết được chuyện này, người đàn ông đã lộ khuôn mặt thật. Anh ta lấy ra một sấp tiền đưa cho cô ấy, sau đó nói sau này cô đừng quấy rầy anh ta nữa. Lúc này cô ấy rất đau lòng, nhưng may mắn là đàn em của anh trai đã đi theo cô ấy đến đây. Sau đó đàn em đã gọi cho đại ca, sau đó nói hết mọi chuyện cho đại ca nghe. Đàn em vẫn quan sát hai người họ từ xa. Khi Gunseman đang trên đường đến đó, thì Deva đột nhiên nhận ra cô ấy không tìm thấy hình bóng của vị hôn phu. Khi cô chuẩn bị ra ngoài tìm, cô vừa đi ra ngoài không lâu thì trời đã đổ mưa. Theo tập tục địa phương, đây là một điểm tốt. Cô ấy liền cầu nguyện trước bầu trời, cô hy vọng mình có cuộc sống hạnh phúc. Đột nhiên có tiếng đàn ông từ xa vọng lại. Cô ấy quay qua nhìn thì phát hiện người đó chính là Gunseman. Cô còn tưởng anh ấy đến tìm mình, cô liền trốn sau cái cây ngay. Ai ngờ Gunseman đến tìm Gulendam, em gái anh ấy. Khi nhìn thấy biệt thự trước mắt, đó chính là nhà của tên phú hào năm đó. Những ký ức đó vẫn cắm sâu trong trí óc anh. Anh không thể quên những câu nói mẹ ước mình chưa từng sinh anh ấy ra. Chính trong lúc đó, Deva lại phát ra âm thanh. Điều này đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Điều thú vị là anh ấy còn nghĩ cô đi theo mình. Cứ thế, hai người còn hỏi đối phương ở đây để làm gì. Nhưng trong đầu anh ấy chỉ biết đến em gái, cho nên không muốn nói nhiều với cô ấy. Sau đó anh ghé nhẹ tai cô rồi nói, yên tâm đi, vài ngày nữa cô sẽ quỳ xuống mà xin tôi. Cô ấy liền tung cái tát quét lên mặt anh. Ai ngờ anh ấy tóm lấy cánh tay cô, đừng tưởng cô có thể đánh tôi được nữa. Khi hai người họ đang còn tranh cãi với nhau, họ càng ngày càng gần. Một giây sau, Deva nhìn vào cánh tay phải của mình, túi tượng trưng cho tình yêu đã bị ướt. Đáng lẽ cô ấy phải mở nó cùng với chồng chưa cưới của mình. Lúc này Gunseman cũng hơi xấu hổ, vừa hay đàn em cũng gọi điện đến, sau đó nói cho anh biết vị trí của em gái. Nhưng khi Gunseman đến gần đó, thì một chiếc xe đã chạy đến, sau đó tông em gái ngã xuống đất. Anh ấy cũng không thể nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng đưa em gái đến bệnh viện. May mắn thay, sau một hồi cấp cứu em gái anh ấy đã không có gì đáng ngại. Nhưng lúc đó anh cũng biết được tin em gái có thai. Điều này khiến anh điên tiết lên. Sau đó Gunseman kêu đàn em tìm người đàn ông đó ra, rồi đưa hắn đến trước mặt anh. Nhưng điều khiến họ không ngờ là khi mẹ của anh nhìn thấy camera giám sát thì đã từ trong động tác của anh để nắm được một tin tức quan trọng. Thì ra con trai mình thích kiểu con gái như vậy. Vậy để má mi giúp con nhé. Đối với người như bà ta mà nói, Deva chỉ là một con cờ mà thôi. Em gái đang có thai nhưng bị cha nam ruồng bỏ, anh trai lại đưa 10 triệu cho tên cha nam, nhưng phải thực hiện một điều kiện để có được số tiền này, đó là nhảy khỏi vách đá. Nhảy xong thì hắn ta có thể lấy số tiền khổng lồ này. Tên cha nam run lên vì sợ hãi, lúc này hắn mới biết được mình đã chọc nhầm người rồi. Gunseman lại cho hắn một lựa chọn khác, đó là hắn phải kết hôn với em gái anh liền ngay và lập tức, và hứa cả đời này phải sống vì em gái Gunseman. Nhưng tên cha nam đã có vị hôn thê rồi, tối hôm đó họ sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng trong mắt Gunseman chỉ có mỗi em gái mà thôi. Sau khi bị mẹ bỏ rơi, hai anh em họ đã sống nương tựa vào nhau. Anh ấy sẽ không cho phép ai làm tổn thương em gái mình, vì muốn giữ mạng sống, tên cha nam phải cắn răng đồng ý. Hắn lại diễn như mình rất yêu em gái Gunseman vậy đó. Hắn còn nói sau khi biết cô ấy có thai, hắn đã suy nghĩ cả đêm, hắn cho rằng mình nên gánh trách nhiệm. Sau đó còn nói đã bàn bạc xong với anh trai cô ấy, anh trai là một người rất tốt, cho nên hắn mới ra một quyết định quan trọng, đó là kết hôn chớp nhoáng với cô ấy. Lúc này cô ấy rất cảm động, cô tưởng mình đã chọn đúng người rồi. Nhưng cô ấy nào có biết, tên này chỉ là sợ anh của cô thôi. Trong lòng hắn không có yêu cô, và nó cũng mở đường cho sự phản bội sau này. Sau khi giải quyết chuyện này xong, Gunseman nhìn túi thơm trong tay, anh nhân lúc xung quanh không có ai, liền mở túi ra xem tờ giấy trong đó. Trong giấy ghi lời cầu nguyện của Deva, không biết từ khi nào, đôi lúc anh ấy sẽ nhớ đến Deva, một cô gái có cá tính độc đáo. Đột nhiên lời của đàn em đã kéo Gunseman về hiện thực, đàn em nói mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi, thì ra Gunseman đã sắp xếp kế hoạch từ lâu. Cha Deva là một nhà cung ứng dưới quyền Ida, vì muốn ông ấy làm việc hết mình cho bà ta mới nhận Deva làm con gái nuôi. Gunseman đã tìm được điểm yếu này, anh đã lén cung cấp nguồn vốn cho ông ta, sau đó chọn ra một ngày quan trọng, rồi cắt đứt vốn của ông ta. Điều thú vị là, Gunseman không biết tên cha nam là vị hôn phu của Deva. Vào lúc này, Deva không biết hai người đàn ông quan trọng nhất của cô ấy đều có liên quan đến Gunseman. Cha cô không chỉ thiếu Gunseman một số tiền lớn, mà vị hôn phu của cô còn sắp cưới em gái của Gunseman.
Khi thấy hôn lễ sắp cử hành, nhưng tân lang lại không xuất hiện, cha của cô lo lắng gọi điện thoại, nhưng ai ngờ, người đến lại là đàn em của Gun Seman. Sau đó họ đã bắt ông ta đi, sau đó đưa một tờ giấy cho Deva. Theo mệnh lệnh của Gun Seman, trên giấy viết, cha của cô đang ở trong tay tôi nói rồi 3 ngày sau cô phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Deva cũng không thể suy nghĩ nhiều, cô ấy liền cùng đàn em của Gun Seman rời khỏi đó. Trong lúc này, Gun Seman đang chuẩn bị hôn lễ cho em gái, dưới sự chứng kiến của anh ấy, tên cha nam như một con robot vậy. Hắn thực hiện quy trình theo từng bước một, khí chất mà Gun Seman bộc lộ ra, khiến hắn không dám phản kháng. Tên cha nam chỉ có thể cảm ơn Gun Seman liên tục. Lúc này Gun Seman nói nhẹ với hắn, nếu em tôi rơi một giọt nước mắt, thì anh biết kết cục của mình như thế nào rồi đó. Sau đó Gun Seman lại nhảy múa. Trong cuộc đời của anh ấy, em gái là người quan trọng nhất. Sau khi hôn lễ kết thúc, đàn em đã đưa cha của Deva đến hiện trường. Ông ta bị đập cho một trận, nhưng ông ta vẫn còn châm chọc Gun Seman. Anh là một con ác ma, anh đột nhiên cắt đứt vốn của tôi. Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Khi nghe đến đây, Gun Seman cũng không giấu giếm gì nữa. Con gái sẽ trả nợ thay ông. Nói xong Gun Seman bỏ đi một cách ngầu lòi. Một phần kế hoạch phục thù của anh cần Deva. Một mặt khác, Gun Seman đã có hứng thú với cô ấy. Khi cô ấy đến biệt thự, thì cô mới nhận ra, Gun Seman lại giàu có như thế. Chính trong lúc này, có tiếng kêu cứu từ bên ngoài truyền đến. Khi cô ấy đến tầng hầm, cô đã thấy được cha của mình. Cha kêu cô hãy chạy đi, ở đây rất nguy hiểm. Nhưng cô ấy không muốn rời khỏi. Cô định đưa cha cùng đi, nhưng cảnh này đã bị Gun Seman nhìn thấy. Cô ấy không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Sau đó cô hỏi sao anh phải làm vậy, nhưng Gun Seman lại đáp, cha của cô ấy nợ anh rất nhiều tiền, hôm nay là ngày phải trả nợ, nếu không trả tiền thì phải dùng mạng ông ta để trả. Lúc này cô ấy ngu người luôn. Cô ấy nhận ra Gun Seman không có nói đùa, nhưng anh ấy lại nói thêm, anh có thể để cha cô ấy đi, nhưng anh cần một chút tiền lời. Anh cần gì hả? Chính là cô đó. Đến giây phút này, cô ấy mới hiểu câu mà anh ấy nói, 3 ngày sau cô sẽ quỳ xuống mà cầu xin tôi có nghĩa là gì. Gun Seman nào có ngờ mẹ của anh cũng đến mộ của Phú Hào đã mất. Bà ta lại lẩm bẩm, bà ta sẽ báo thù cho Phú Hào, chờ đến khi nào Gun Seman hạnh phúc nhất thì sẽ đoạt lấy thứ anh yêu quý nhất. Buổi sáng Gun Seman là anh trai dịu dàng trong mắt em gái, nhưng đến tối anh lại biến thành ác ma. Anh ấy chi hàng chục triệu để mua vợ sắp cưới của người khác, nhưng suốt ngày nhốt cô trong cái lồng sắt mấy mét vuông. Dù cô ấy có cầu xin như thế nào, anh ấy chỉ nói một câu thôi, sau này cô là nô lệ của anh ấy rồi. Thậm chí khi cô ấy đi tắm, anh ấy còn phải tận mắt xem. Cô ấy không thể chịu đựng sự tra tấn này, cô còn đe dọa anh ấy bằng mạng sống của mình. Anh ấy biết mình đuối lý, cho nên không nói gì thêm. Từ khi bị bắt cóc đến đây, cô ấy không được nghỉ ngơi đàng hoàng một phút nào. Dưới sự tra tấn liên tục, cô ấy đã ngất xỉu. Cho đến thời khắc này, lúc này Gun Seman lại lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Anh liền ôm lấy Deva, sau đó đưa cô về phòng để nghỉ ngơi đàng hoàng. Nhân lúc đó, anh đã đưa đàn em đến trung tâm thương mại. Anh ấy vung tiền một cái, sau đó mua hết đồ mà Deva cần. Nhưng điều không ai ngờ là, trong miêu tả của anh ấy, Deva lại xinh đẹp làm người ta mê đắm đến vậy. Cô ấy có lông mi dài dài, đôi mắt xanh biếc như nước biển, một đại ca xã hội đen lạnh lùng cool ngầu. Giờ lại giống như chàng trai đang yêu vậy. Anh ấy còn nói, cô ấy thích đồ màu đỏ, ngay cả kích thước giày của cô, anh ấy cũng nói ra một cách chính xác. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh ấy mới về nhà. Lúc này Deva đang còn ngủ say, Gun Seman không thể khống chế mà bước về trước. Sau đó anh sờ vào khuôn mặt của cô, rồi anh lại nói với vẻ tự tin lắm, anh đã tìm kiếm bao năm nay, cuối cùng cũng tìm được cô ấy. Anh nhìn vào vết bớt trên tay cô, ký ức ngày xưa liền ùa về. Sau khi anh ấy lấy mạng tên Phú Hào, thì đã bị mẹ tống vào nhà tù. Vì tuổi anh ấy còn nhỏ, cho nên bị nhốt 5 năm rồi được thả ra. Sau khi ra tù, anh và em gái sống nương tựa vào nhau, nhưng em gái anh rất ngây thơ. Cô bé vẫn còn hoang tưởng, mẹ có thể chấp nhận sự tồn tại của hai người họ. Nhưng Gun Seman hiểu rất rõ, mẹ đang hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu. Trong thời gian 5 năm, mẹ lại sinh thêm một cậu con trai. Bà ta không quan tâm hai anh em họ sống hay chết. Nhưng Gun Seman không nhẫn tâm nhìn em gái thất vọng. Anh ấy đã kêu em gái thử đi tìm mẹ, còn mình thì đứng đợi bên ngoài. Nhưng chính trong lúc này, một bé gái xuất hiện. Cô bé còn chủ động đến chào Gun Seman, sau đó còn đưa đồ ăn cho Gun Seman. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhận được sự quan tâm của người khác. Anh ấy nhớ rất kỹ, trên tay cô bé đó có vết bớt. Cô bé đó nói mùi của nó thơm lắm. Anh cũng đói rồi đúng không? Gun Seman đã mấy ngày chưa ăn cơm rồi. Anh ấy có chút do dự rồi nhận lấy đồ ăn, vì lần gặp gỡ này đã khiến anh ấy nhớ mãi. Gun Seman luôn nhớ cô bé lương thiện ấy, nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Em gái anh bị đuổi ra ngoài, bảo vệ còn nói cút đi, bà chủ không muốn gặp cô. Khi nhìn thấy bộ dạng bất lực của em gái, Gun Seman liền an ủi em như một người lớn. Dù mình đói đến bao nhiêu, Gun Seman cũng dành đồ ăn cho em gái, sau đó còn nói là đồ mẹ lén cho hai anh em, vì biết em gái thích ăn món này. Cô em gái ngây thơ cũng không nghĩ nhiều, cô bé còn nói anh hãy ăn một miếng đi. Gun Seman lại nói mẹ cũng cho anh ấy một cái nên anh ăn hết rồi. Gun Seman chỉ có thể lau nước mắt. Chính trong thời khắc này, anh ấy đã thề trong lòng, mục tiêu hàng đầu của anh chính là báo thù, thứ hai là tìm cô bé tốt bụng đó. Sau 20 năm chuẩn bị, anh ấy đã tìm thấy Deva. Anh biết rõ mẹ mình là người thế nào, bà ta nhận nuôi Deva là có mục đích, vì bảo vệ cô ấy, anh mới ra hạ sách này. Anh ấy muốn để cô ở bên mình, nhưng cô ấy không biết gì hết.
cô còn tưởng anh đã đoạt đi tự do của mình. Khi cô ấy tỉnh lại, thì anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh còn tự tin mà nói, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, tôi thấy cô cũng đói rồi. Anh ấy thay đổi thái độ nhanh còn hơn người yêu cũ lật mặt nữa. Điều này khiến cô ấy không biết nên làm thế nào. Cô không hiểu anh đang làm gì, nhưng anh không hề để tâm. Anh kéo nhẹ dây thừng, tiếng chuông vang lên khắp ngôi nhà. Dù đã tối rồi, nhưng người hầu vẫn thức dậy mà không oán than gì. Họ bắt đầu làm cơm, nhưng Deva vẫn cứ cho rằng anh ấy đang muốn làm hại mình, cho nên ngay cả ngụm nước cô cũng không uống. Hunseman không còn cách nào, anh liền vác cô lên. Sau đó dưới con mắt của mọi người, anh vác cô đến phòng ăn. Người hầu đều hiểu chuyện rồi rời đi. Hunseman liền kêu cô ngồi xuống ăn cơm nhanh, nhưng cô ấy chỉ muốn đoàn tụ với người nhà. Cô bắt đầu cãi nhau với anh ấy. Cô ấy càng nói càng kích động, sau đó đã nói lời làm tổn thương anh. Cô nói anh không bao giờ biết người nhà quan trọng đến thế nào đâu. Có phải lúc nhỏ anh không có cha mẹ hay không? Cũng chính câu nói này đã đụng vào giới hạn của anh ấy. Anh ấy nhịn không nổi nóng với cô ấy. Đàn em thấy vậy liền đến an ủi sếp và hy vọng anh có thể nói ra sự thật. Đàn em tin Deva có thể hiểu cho anh ấy. Nhưng lúc hai người đang nói chuyện, điều bất ngờ lại xảy ra.